Thôi yên, nếu không ta sẽ cắt đứt cổ của con rồi. Dạ dạ. Mau đứng lên, không được ngủ. Trong tối hôm nay nhất định phải rời khỏi đây. Con phải chuẩn bị sẵn tinh thần, giống như một con giả thú bị thợ săn đuổi theo sát phía sau, 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, cũng không ăn uống, liều mạng mà chạy trốn. Chỉ có học được cách sinh tồn như vậy mới có thể sống lâu hơn khi còn ở chiến trường. Nhưng làm sao chúng ta ra ngoài chứ? Một lát nữa con sẽ biết. Có một chuyện vô cùng quan trọng, đáng lẽ mấy năm trước ta phải dạy cho con, nhưng mà con quá nhu nhược. Nếu như trên người con đã chảy dòng máu thanh đồng, cuối cùng vẫn phải ra chiến trường, vậy thì hãy làm một chiến sĩ đi. Hôm nay ta sẽ dạy cho con chiêu thức cuối cùng của Đại Bích Chi Đao. Nhìn cho kỹ cánh tay của ta, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để cho con nhìn Đại Bích Chi Đao. Đại Bích Chi Đao thật sự không đứt đoạn, không dừng lại. Chỉ có chiến sĩ mang trong mình dòng máu thánh đồng mới sử dụng được. Bởi vì chỉ có xương cốt và da thịt của chiến sĩ điên mới có thể chịu được phản lực cực mạnh do đao phát ra. Mỗi một đao đều là dùng hết sức, không để đối thủ nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Bất cứ vũ khí nào chĩa thẳng vào con cũng bị nó bắn ngược lại. Khi con sử dụng thanh đao này, dòng máu thanh đồng sẽ không chê con, không chút do dự, không ẩn nhẫn, không sợ hãi. Con lúc nào cũng phải khắc ghi nó trong đầu. Không, nếu con không dùng, hôm nay con nhất định sẽ chết tại đây. Cho dù con có chết, con cũng không muốn biến thành kẻ ma quỷ. Được, vậy thì con đi chết đi. Người hơi đã phụ, dòng máu đang chảy trong người chúng ta, nhưng con à, con rất may mắn nhớ sống cho tốt, nhớ xin chúc mừng thê tử.
Cuối cùng ngài cũng trở thành chiến sĩ điên cuối cùng trên đời. Trước đây ta đã từng nói đây là số mệnh của thê tử. Ngài không thoát được số mệnh đâu. Ngài nên có tư thế của bậc thánh nhân, nhìn xuống chúng sanh. Trước đây là ngài đã cứu mạng ta, chẳng qua là vì ngài nhắm vào dòng máu đang chảy trong người của ta mà thôi. Từ nay trở về sau, trong sinh mạng của ta đều tràn ngập cái bóng của ngài. Ta muốn cắt đứt hoàn toàn với ngài. Hôm nay ta sẽ dùng dòng máu ác ma đó để giết chết ngài, vì chính mình, cũng vì thiên hạ. Dưới Hả? Tôi làm gì vậy chứ? Gì vậy? Sao huynh lại ở đây? Ủa vậy là sao? Tôi làm. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao huynh lại chỉ đau vào người ta? Huynh nhìn kỹ ta đi, ta là cơ giả. Chẳng lẽ huynh muốn giết chết ta hay sao hả? Tôi làm. Quan thuật của ta rồi. Quan thuật cũng chỉ là quan thuật thôi, dù sao cũng sẽ có sơ hở. Ta đưa chiếc nhẫn đại tông chủ thiên khu cho cơ giả, nhưng lúc nãy quên đấy không có đeo. Còn nữa, ngài không hiểu gì bằng hữu của ta. Quỳnh đấy không hề giống như các người. Quỳnh đấy mãi mãi cũng không làm tổn thương ta. Bốn phương tam hương, dòm trời rộng lớn, bọn ta là sư giả của các vị. Sao bọn ta nghe được lời thì thầm của họ? Nhưng những lời mê hoặc và biên quan của ngài, lần này lại không cứu được ngài rồi. Đúng là ta không có thần lực gì hết. Đây chẳng qua chỉ là thân xác của ta. Thân xác cuối cùng cũng phải chết, nhưng tinh thần của thần quyết mãi mãi không mất đi đâu hết.
Vậy ngày mai theo ảo tưởng của mình đi chết đi. Ở trong mắt của ta, ngài vẫn mãi mãi là con ta, bằng hữu của ta. Hắn là do ngươi giết sao? Tốt lắm, ngươi đã hoàn toàn kế thừa Đại Bích Chi Đao rồi. Không hổ là cháu ngoại của ta. Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn: làm vua của Thanh Dương, hoặc là giống như nam nhân của Thanh Dương, phải chết. Ta là con cháu của Phách Tô Nhĩ Gia, cho dù ta có chết cũng phải chết vì Thanh Dương. Người chết vì Thanh Dương, nhưng người Thanh Dương có quan tâm không? Ta cho người biết, kẻ tiết lộ chiến thuật của Thanh Dương trong trận Đại Lạc Hà, kẻ tiết lộ hành tung của ngươi và Đại Hợp Tác, chính là yên thị của đại ca ngươi. Không thể nào, Tôi mà không bao giờ làm như vậy. Không phải ngươi muốn chết vì Thanh Dương sao? Được thôi, từ nay về sau không có ông ngoại và cháu ngoại nữa. Bầy sói của Sóc Bắc sẽ xông vào Bắc Đô Thành, giết chết tất cả người của các ngươi.